ở một nơi không ai muốn đến, nhưng vẫn có nhiều người phải hiện diện ở nơi này. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện. Từ nhỏ thì được bố mẹ nuông chiều, đến lúc tôi học năm 11 thì do ham chơi của anh tôi bỏ học. Nhưng phần đông trong số họ gắn liền với bốn chữ tội phạm ma túy. Năm 2016 do ham chơi xa đọa quá nên dính vào ma túy. Phải vào chốn lao tù để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng có lẽ bản thân phạm nhân lại không phải là người đau khổ. Bác nghĩ bác cực tư khí lên trong những thứ. Nuôi con chưa có, rồi có gì. Mình nuôi cháu. Tôi tái mất năm nay 19 năm. Một chị em con do. Người mẹ em có tiền, mẹ ở đấy không có tiền làm già. Ở đấy khi mà chị tiền ở đây không. Chị mong mẹ tha thứ cho con. Và mong vợ và con tha thứ cho bố. Và cũng mong mọi người tha thứ cho tôi. Có lẽ thứ quý giá nhất của Phạm Văn Trang trong hơn 6 năm qua ở trong phòng giam số 2, phân trại số 3, trại giam Nghĩa An, tỉnh Quảng Trị chính là bộ quần áo thường phục đã được phép mang vào trại giam này. Dẫu đã hàng trăm lần dở ra rồi lại gấp vào và cất kỹ tận đáy giỏ đựng đồ, nhưng Trang vẫn làm như một thói quen những lúc rảnh rỗi, bởi đó là nỗi đau đáu khắc khoải đón chờ ngày trở về, được cởi bỏ chiếc áo tù để khoác lên người bộ quần áo dân sự, như rũ bỏ đi quá khứ lầm lỗi, trở về cuộc sống hoàn lương. Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, nhà sát bên nhà dòng sông Thạch Hãn. Trong nhà có bốn chị em. Tôi là con thấy út. Từ nhỏ thì được bố mẹ nuông chiều. Đến lúc tôi học năm 11 thì lúc cho ham chơi của anh tôi bỏ học. Và năm 2007 thì lúc đó bố tôi qua đời. Tôi buồn và suy nghĩ hơi lệch lạc. Rồi đến năm 2010 thì tôi lập gia đình. Và đến nay sinh được hai cháu, đứa lớn thì 13 tuổi, đứa nhỏ thì 11 tuổi. Rồi đến năm 2016 rồi, do ham chơi xa đọa quá rồi dính vào ma túy. Thấy bạn bè chơi rồi bắt đầu tôi lại đi kiếm móc nối để về mua bán, nhưng chưa kịp bán. Rồi đến đường về thì bị công an bắt.